Nói chung là xè cái gì cũng hiện đại mới nhất trơn á. Cái này cái mic này cũng bộ mới nhất. Cái máy quay nhỏ cũng cái ốc mô nhỏ cũng là mới nhất. Điện thoại Samsung cũng mới nhất luôn. Cái hộp màu mát màu này cũng là mới nhất luôn nè quý vị. Đây nè, vẽ rau rồi nè. Nè, chú Trung đâu có rau đâu. Có nhiều cậu hết rồi, đánh rau giả lên chơi vậy á. Rau giả, vỏ vỏ cái gì? Vỏ giả. Nó bớt lại hồi sáng. Quý vị ơi, chú Trung có một bài hát rất là hay. Để hát về cái này là còn mới hơn nữa. Cái này là cái mới, dòng mới nhất luôn á. Bây giờ im lặng cho chú Trung hát tệ nghe nè. Chú hát lại đi chú. Bởi vì em mua trễ xíu rồi. Có làm lại cái nữa không? Bây giờ chú Trung sẽ hát tặng cho quý vị khán giả một bài hát rất là ý nghĩa. Bài gì? Bài gì thì chú Trung hát mình mới biết. Bây giờ đừng có dụ. Hát đi mà. Hát đi, tôi đang ngồi. Hát vui đi. Thôi. Trời anh ơi, cái lúc này là cái lúc anh em nghệ sĩ ngồi quay quần bên nhau mà. Tự nhiên sao anh ngồi trước cái thùng rác à? Nó phải rác á, nó ngoài đó, nó phải đó. Đừng có nói là nó khác rồi, tự nhiên đó. Chứ bữa hôm nó ngồi kế thùng rác nhưng mà hồi nó chuyện qua là nó vui vui nó ăn hết thùng rác á. Ngồi hát đi. Ngồi, ăn quá à. Nó sợ lắm rồi. Bởi vì cái đẹp kế sinh mà mang tiếng dê sồn. Cái này má chú Trung, máy em à. Chú Trung hát bè đi mà. Thôi tắt đi để ăn hai pin. Buồn quá à. Món này xài lâu lắm, dữ lắm à. Hay á. Dữ mà. Ôi phải chi anh mua trễ số lần mua này được cặp này ngon. Giờ mua nữa, anh có 4 cái rồi mà. Ủa cái này được 3 cái luôn á. Được 3 cái. 2 cái, 1 một cái hay được. 2 cái phát. Được 2 phát rồi, giống dạ, như kia giờ đi. Bây giờ chạy ra mua thêm cái này nữa nè. Chạy ra mua thêm cái này là cái dòng mới. Được. Chú cái này là bộ mới nhất thôi chú Trung. Bộ mới nhất. Chú mua 2 bộ nè. Sao con mượn ơi. Mượn bắt thêm cái hả? Mượn gì sao kỳ vậy? Sao để ngồi để đây nè, về mất rồi. Trời ơi. Cháu con mượn đi chú. Ủa này nó có cái sạc cho mình luôn nè. Êm như ta. Con coi đi, con của người ta lấy cái chú cái một cái, con lấy lần 3 cái luôn. Đây thưa quý vị, Saramonic gì đây? Của chú Trung nè. Mình mua đời, bữa trước anh đời mới nhất thôi chú Trung. Đúng rồi. Cái này đẹp lắm nè, mà cẩn thận. Chứ con có một kế ở nhà mà không xè luôn á, anh Thuận mua không, em bán lẹ cho. Anh không xài này đâu, anh xài cái gimbal của anh đó, là cái iPhone 12. Anh có ba cái mic luôn. Tại vì cái kia. Giờ anh lấy cái nào, anh thiếu cái nào? Okay. Anh thiếu một cái mic này thôi. Anh lấy đi. Anh thiếu cái nào? Tại vì anh có một cái mic này rồi nhưng mà chỉ có mới còn cái thôi. Ủa cái này từ người ta muốn mua hai cái chứ. Tưởng như anh đâu biết đâu, anh mua hộp nó có một cái là như là 4.2 triệu, hai cái là 5 triệu mấy đó. Cái của em là 5 triệu á. Thì đó. 5 triệu là hai cái. 5 triệu là hai cái đó. Thì bây giờ chú Trung nó anh Trung chiều qua. Anh lấy cái nồi lấy đi. Chiều qua ngồi giờ quay. Cái này á là cái một, cái hai nó mắc hơn gần 10 triệu đừng. Nhưng mà nó hay lắm nè, đút cái này nè, đút cái điện thoại vô mình chỉ nhìn trên xe ấy, nhìn điện thoại thôi cũng được. Dạ, dạ, dạ. Nếu rồi mình quay rồi quay cái này không. Dạ đúng rồi. Anh mua cái này của em lẻ đi, đừng bán lẻ rẻ cho bữa trước mua 10 triệu á. Cái hai á nghe, phải cái một nha. Đút thoại nha anh, đút thoại kéo rồi đó nè, đút thoại vô, đút cái có dây cáp kéo con cái một cái sao. Đút cái này vô nè, cái này cái he, cái mình cái một cái tao mình lấy cái he đi. Cái này cái hai tao chính vừa mấy á. Cái này hay quá nè. Chú Trung tặng. Trung cảm ơn chú Trung nha. Bờ về nhiều khác nha. Trung cảm ơn chú Trung nha. Anh là anh. Không, không để ngược đầu. Nóng quá nóng rồi. Tại vì chú quay hài, chú quay đông phải mua hai bộ. Dạ. Đây bé. Ơi, bỏ này vô mà được bé. Dạ không chú ơi, không. Bỏ vô, đây gãi cái đầu đó. Không, bé biết gì giờ này nữa trơn á. Đây cho em luôn đi. Chú cho em đi mà. Chú cho em luôn đi, rồi xong rồi cái này dán vô đâu chú ơi. Trong đó đó, để nó lắc qua cái đầu qua dễ gãi. À, con lấy con tầng đâu nữa, con còn tặng gãi không nữa, tao sang chôm luôn. Quý khán giả thấy đồ chơi của chú Trung không? Chú Trung là đồ chơi là đủ hết, không thiếu gì hết trơn. Đi quay là có hẻn một cái bàn ngồi như thế này nè, giống như là đi hạt ngày xưa vậy đó, ngồi riêng một bàn
em cũng ngồi em đi học đi hạt đi hạ hạ cái gì đi học con đi hạt mà hạ hạ cái gì đi học con đi hạt lớn đừng nó ngọng con đi hạt chứ ngạn đâu dạ muốn nhẹ con là đi hạt mà chú Trung có một điều đặc biệt là đi lên từ 7 giờ sáng tới giờ chưa quay cảnh nào đó bây giờ vậy mà lên xuống bởi vì anh Khương vừa tại anh Khương vừa hẹn chú sớm quá chú Trung là xè cái gì cũng hiện đại mới nhất cả trơn á cái này cái mic này cũng bộ mới nhất cái máy quay nhỏ cũng cái ốp mô nhỏ cũng là mới nhất điện thoại Samsung cũng mới nhất luôn cái hộp màu mát màu này cũng là mới nhất luôn nè quý vị đây nè bẻ rau rồi nè nè chú Trung đâu có rau đâu có nhiều cậu hết rồi đánh rau giả lên chơi vậy á rau giả vỏ vỏ cái gì rau giả alo cái điện thoại là xịn nhất luôn alo mở ra là thành một cái màn hình alo quay ra rồi ok là mừng quá ha chú thấy không thấy con hên chưa tự nhiên hôm qua con ngồi chú quay liền luôn bởi vậy con chờ nữa nè con cũng chờ từ sáng tới giờ nó nén quá đi quý vị ơi con nghiệp bé Lân Hương nè, bé Lân Hương mới quay sang mới được ăn nè. Đây là bữa cơm tiêu chuẩn của anh. À, bé Lân Hương đó. Anh Lan đó nè. Xin chào. Anh Lan đến từ Minh Lan Quảng Nghĩa. Đồng hương của diễn viên nhà doanh nhân hả? Doanh nhân nữa hả? Diễn viên doanh nhân, nhà thiện nguyện, nhà hoạt động xã hội Hồ Bích Trâm. Rất là ngưỡng mộ, rất là tự hào là một người đồng hương, một người con của nghĩa là đồng hương chung với Hồ Bích Trâm. Trời ơi, mô Phật cái khen của nó không nó thui. Trời quá. Thui cũng đây biết chứ. Ông đội lên luôn người mồ hôi từ sáng giờ nó chua lè luôn vô qua chị thôi chưa đội lại nó thôi để riêng à, xin chào khán giả kênh của Hồ Bích Trâm nha mình ở Quảng Ngãi và thay mặt mình ở Quảng Ngãi sợ mình ở Quảng Ngãi thay mặt những khán giả Quảng Ngãi rất là ngưỡng mộ như là Hồ Bích Trâm người con Quảng Ngãi rất là thành công ở Sài Gòn mạnh dạn đón mấy hy vọng là Hồ Bích Trâm cũng đang đỡ những người con Quảng Ngãi không ví dụ như là đủ hai kêu quái kia chơi chơi bộ đồ của em nãy rồi chị không cho chú Trung vô quay luôn chết cha rồi nào quá thay đồ mới à hôm nay là một cái cảnh đẹp cảnh mà quay nó lâu rồi lâu em mà sáng mới lộn chưa chưa mới chút xíu à em chưa đánh mà cái bộ đồ của em nó dậy rồi hả trời ơi chưa đánh mà cái bộ đồ của bà đen tôi lùi rồi cảnh nào có Hồ Bích Trâm quay nhanh lắm quay nắng thì quay nhanh nó khỏe lắm còn cảnh nào có Lân Hương quay tới quay lui mệt cũng chết quay quán xăng luôn đi tại vì Lân Hương chân yếu tay mềm hơn Hồ Bích Trâm nên là quay quýnh rất là cẩn thận á nên là quay rất là kỹ ủa nhưng mà chưa qua đánh mượn đánh đội rồi, nhưng mà vô phim đi rồi thấy bé Hương nó quýnh mạnh cỡ nào đạp cái bay rồi quýnh giang hồ hơi ghê lắm nó nỗ lực gấp mấy lần bình thường nữa có em không lép lép tay rồi lép hãy gọi tên em đem đi quay đi mất quay quá rồi lít không, lép. Không có e qua không e cho mình quay chân từ sáng tới giờ bây giờ em phải make up em đi vô quay là sáng giờ em phụ quay phim giờ em bây giờ em diễn cảnh bị đánh ở Minh Lan từ Đức Phổ lên Minh Lan sao 30 cây tên quê Minh Lan có mới có phát hiện đồng cánh đồng hoa tôm giấc mạch rất là đẹp cánh đồng hoa bướm cánh đồng hoa hướng dương rất là đẹp có dịp Hồ Bích Trâm lên Minh Lan chờ cái gì mà Bích Trâm lên là cũng như nó hết rồi không Minh Lan cánh đồng hoa rất là nhiều không vui gì là lạ thấy Minh Lan rất là đẹp thấp nước rất là nhiều dạ anh đi quay anh dạ. Anh có mấy thôi bây giờ hay anh chị Quảng Nghĩa một anh Quảng Nam nói ngồi nói chuyện chắc mày cái nói chuyện ta sống mờ luôn á mà sao đi chụp hình mà chứ đem sự dây chuyền dài như đây em thương tiền anh thương quay xong bộ phim là tiền xuống là dài ghê không già quá mà ừ ghê quá bỏ vô nồi hả bà thay đồ đi quay đi kìa thôi mình cũng đi qua để mà mọi người ơi mình nói đi quay cho vui vậy thôi chứ thật ra mình với anh Hùng Thuận là từ sáng giờ không được quay gì hết á anh Hùng Thuận đem ghế đây làm em hả không em y đó chị kêu em quay đi chị không em được chưa tới em không ai cho mình quay hết trơn quý vị ơi cấn quá à cô nắm bi nè sung sướng cuộc đời trời chị nghĩ sao em sung sướng em khổ muốn chết nhưng mà dù sao em cũng sướng em nghĩ cuộc đời em sướng không đừng nghĩ khổ là nó sẽ khổ nghĩ mình sướng là nó sướng gì à sướng lắm đi quay quầy nén là sướng lắm nè này giờ thay đồ đi anh thay bộ đồ gì vậy trời má quay cái chùm ghê vậy má ở đâu nè chân bị đau tại vì sáng giờ chạy quầy nén chân nghe cũng bự nè hết chân em không phải vấn đề cái chân em nó dơ quá hãy giới thiệu bộ đồ của Tiểu Long rồi qua cái bộ đồ gì đây anh thay đồ lẹ đi bận vô cho em coi thấy nó đi nè
cho mình đừng quên các cảnh cái chân anh đi chăm cái chân buổi sáng giờ quay phim. Má Phương Dung tới rồi quý vị ơi. Anh vô thay đồ đi đem ra em quay đây. Thưa quý vị, nữ doanh nhân đã tới rồi. Bây giờ nữ doanh nhân bắt đầu bước xuống xe nè, mình sẽ mở cửa cho nữ doanh nhân nè. Dạ. Xin mời nữ doanh nhân xuống ạ. Má đi lộn đường đó. Má đi lộn nè, má không nói con định bị sao? Quỷ cảm nó định bị cho má đi qua nhà biệt thự của người ta kìa. Má hồi im nó từ từ đừng xuống má. Đừng xuống má đừng xuống. Từ từ má ơi. Má đâu có xuống. Thì má ngồi im nó đi má đừng xuống mà. Nhớ đỡ má lấy đồ cho má luôn nha. Trời ơi con xích được cái này. Trời ơi con làm xử lý cho má Dung nha. Rồi, má đi vô đi bà cái gì tin nhờ hy vọng. Rồi từ từ bà chủ từ từ. Đây dép rồi bà chủ. Không đây con cầm muốn lấy nước cho. Còn gì nữa bà chủ? Bà chủ tới quý vị ơi, bà chủ tới. Chào con. Còn đứa nữa mở cái xe ra lấy đồ ăn cho tao. Rồi ok để con lấy luôn cho. Trời ơi bà chủ đi quay giờ mà đem gì đồ quá trời vậy bà chủ. Đây. Đó chưa kịp ăn uống hết chưa. Trời ơi nãy có cái nục kho. Cái nục kho với à với bệnh nữa hả? Dạ. Chào má. Chào con. Rồi má. Này là nó mới, má mới mua hay là nó nắng hổi vậy? Để hầm xe chạy đường đi để nó nóng hổi chứ phải mới mua bún mà mới mua hầm sao lại nóng được bún. Giờ ăn nha, giờ cho ăn chưa? Ăn nha, mày quay cái gì? Bà chủ ơi, bà chủ có tính quá, bà chủ vô đây nè, có mắt rồi bà chủ. Mày quay cái gì hả? Mày lấy chồng chưa? Cái gì mà chồng con giờ này đem lấy bò đây bà chủ nè, còn nghe. Má ơi, đồ má đâu? Đồ tao đó, cái xe tao mới đem xuống đó. Ôi, ờ đó quý xuống rồi em hả? Chào con. Bà chủ ngồi bên kia trái mắt bà chủ trong đây đồ đạc không nè. Ồ. Phim này bà chủ ụ đi rồi bị bíp á. Bíp gì mà bíp hoài hả? Rồi má cảm ơn con nha con gái. Dạ không trả lương đó. Của đâu trả con. Được không? Mình đang quần này. Một lát con xuống Bình Dương lại đó con. Ở quần mát lạnh vậy trời. Trả. Thì ở trong máy lạnh đó. Sao mà hỏi một câu đơn giản quá vậy? Áo này. Quần này. Lấy áo đeo tay dài đi. Ok. Má cái chùm này của chú Bảo Trung má ăn luôn giùm con nha. Đây cái chùm của chú sao để má ăn. Ok. Hồi nhắc con lấy cái kia nha. Cái vỏ bữa giữ lại đem trả má. Chăm mà làm trợ lý là điểm 100 liền luôn á. Chu đáo dữ lắm. Xong phim này con coi cái kinh phí của con một tháng lại như má muốn con về. Dạ. Làm trợ lý. Trợ lý bận đồ bốc lửa hơn bà chủ được không? Rồi sao bữa nay mới đi xe nhỏ rồi? Điên hả? Con xe đó lần nào dòm. Vậy xe 7 chỗ đâu? Có là bữa nay 7 chỗ. Nhớ mấy đó thì bảy chỗ mà. Thôi đi ông ơi, ông sống với tôi bao nhiêu năm nay lại giờ ông hỏi một câu vô lý thiệt á. Coi như nhà má ăn không? Thôi chất lượng với món ăn là chắc chắn mua thật. Đồ má ăn ông nội. Ngồi máy bay mình chưa mới bay kiếm chồng cho mẹ chồng nữa hả? Cực kỳ ha, một ngày mấy Dung chạy 3 đoàn lấy chứ. Không. Từ nó quá. 3 đoàn. Má cười quá, hôm bữa có người comment. Trời ơi, phim trầm nổ đâu mười mấy 20 youtuber. Thiệt mà. Nấm Bi nè, Ngân nè, anh Trương nè, Hồ Bích Trâm nè, Phương Dung nè. Rồi cái gì gì á, anh Bình Vũ nữa nè. Bình Vũ nữa nè là 6 chưa à. Cậu Tư là 7 chưa, anh Cương Dừa là 8 à. Anh Cương Dừa là 8 gì. Bé quá. Hương nữa là 9 à. Bà cười cái gì, bà cũng có một clip hậu trường rồi. Bà cười vậy, bữa tôi thấy bà biết ừ. Bà có đầm rồi, không nhớ bà nữa, bà đừng có cười. Bèo lắm, đàn này phải 20 người là youtuber. 20 youtuber. Bữa nay là con Nhật Hạ nó. Có đổ phòng đâu rồi. Đổ xe đồ rồi. Đi thay đồ rồi. Ủa sao nay bao giờ? Cái xe bàn á, đi thay đồ. Phải bao lại chứ. Ừ, đây nó ngon quá vậy. Cái này là món gì má? Bún, bánh hỏi, thịt nuột, mắm tôm. Ngon nhờ. Xong rồi cái ăn mắm tôm muốn cà phê sữa nữa rồi ăn trái cây vô nữa thì thao rào hiểu sao rồi đó. Về sớm thôi. Dễ thôi. Thôi chào quý khán giả đi cho má ăn cơm nè. Chào quý khán giả cho tôi ăn cơm. Bye bye quý khán giả. Bà nói bà Phụng rồi 4, 5, 6, 7 luôn. Em bác Phụng ok không? Ok lát luôn ghi lịch rồi. Yeah yeah ông yeah. Hôm qua yeah. Đưa bà coi. Tôi nói chứ. À đúng rồi má Phụng nói sao chị chưa.